thì chúng ta sẽ quay được độ phân giải là 4K với lại 60fps nha. Xin chào tất cả các bạn. Đối với những người dùng Android thì có lẽ đã không quá xa lạ đối với cái phần mềm Google Camera. Thì đây là cái phần mềm được Google phát triển và cài mặc định trên những dòng máy Google Pixel của hãng. Các thực toán và các chế độ chụp ảnh trên Google Camera là rất là phong phú và luôn được tối ưu tốt từ Google, từ đó cho chúng ta được những cái bức ảnh chụp với cái chất lượng hiển thị tốt so với mặt bằng chung của những cái camera của những cái dòng máy khác. Thì đối với những cái dòng máy Android chạy chip Snapdragon đó, chúng ta có thể cài đặt được những cái bản Google Camera một cách rất là dễ dàng. Nhưng mà đối với những cái dòng máy chạy chip MediaTek, ví dụ ở đây mình có chiếc Redmi K40 Gaming chạy MediaTek 1200 Dimensity 1200, thì khi mà chúng ta muốn cài đặt cái Google Camera lên những cái thiết bị Android chạy MediaTek thì nó sẽ khó hơn so với cái mặt bằng chung những cái smartphone chạy chip Snapdragon. Thì qua video này mình sẽ chia sẻ với các bạn, những bạn mà đang sử dụng chiếc Redmi K40 Gaming giống như mình chạy chip Dimensity 1200 thì có thể cài đặt được cái phiên bản Google Camera. Trước tiên thì chúng ta sẽ xem qua cái phiên bản Google Camera này nhé. Thì đây là mình đã cài đặt vào chiếc Redmi K40 Gaming của mình rồi nè. Khi mà chúng ta bấm vào thông tin ứng dụng thì các bạn sẽ thấy đây là phiên bản Google Camera 8.5.3 nha. Đây cũng là phiên bản mới chứ không phải là phiên bản cũ nha các bạn. Google Camera phiên bản 8.5. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ truy cập vào Google Camera thử cho các bạn xem cái giao diện nè. Thì nó có giao diện chân dung máy ảnh, và cái mà điểm mạnh của cái Google Camera đó là chế độ Night Sight hay là ban đêm đó các bạn. Thì khi mà chúng ta chụp ảnh bằng cái chế độ Night Sight của Google Camera nè, thì chúng ta sẽ cải thiện được cái độ sáng rõ rệt so với những cái camera khác. Thì các bạn có thể xem một vài ví dụ mình chụp trên cái ứng dụng Google Camera này so với cái camera mặc định của Redmi K40 Gaming. Thì trên cái hình ảnh đang hiển thị trên video đó thì các bạn chú ý những cái hình ảnh nào có cái logo của Redmi K40 Gaming bên góc trái là thì đó là cái hình ảnh chụp bằng camera gốc. Còn cái hình ảnh nào mà không có cái logo Redmi K40 Gaming là cái hình ảnh đó chụp bằng Google Camera. Ngoài ra trong cái chế độ ban đêm này nè, khi mà chúng ta bấm vào cái chế độ cài đặt ở trên bên trên bánh răng này nè, thì các bạn sẽ thấy cái chế độ chụp ảnh thiên văn nha. Các bạn có thể chụp bằng mở bằng tay cái chế độ chụp ảnh thiên văn này. Chế độ chụp ảnh thiên văn này cũng là một cái chế độ rất là hay trên cái Google Camera mà trên những dòng máy khác nó không có. Nhưng mà các bạn chú ý, khi mà chúng ta muốn sử dụng cái chế độ chụp ảnh thiên văn này thì các bạn cần một cái giá đỡ. Tại vì khi mà chúng ta bấm chụp ảnh thiên văn thì chúng ta chụp bầu trời, nó sẽ yêu cầu chúng ta giữ máy đến khoảng tầm 4 phút trở lên để nó có thể chụp ảnh thiên văn được. Thành ra là nếu mà các bạn cầm bằng tay đó thì nó sẽ khó ha, nó sẽ tạo ra độ rung lắc và làm cho chúng ta mỗi tay chúng ta chụp ảnh nó sẽ không đẹp. Thì trước khi chụp thiên văn thì các bạn chuẩn bị một cái giá đỡ tripod gì đó để đó và bấm chụp ảnh thiên văn cho nó khoảng 4-5 phút gì đó, thì chúng ta trở lại chúng ta sẽ thấy được cái bức ảnh của chúng ta. Ngoài ra thì những cái chế độ khác như là video hay là gì đó thì nó cũng có cái sự khác biệt so với cái phiên bản gốc trên cái Redmi K40 Gaming nha các bạn. Thì đây nè, khi mà chúng ta vào chế độ camera nè, video nè, thì chúng ta sẽ quay được độ phân giải là 4K với lại 60fps nha, trên cái camera mặc định của Xiaomi nè. Trên camera mặc định của Redmi K40 Gaming đó, khi mà mình quay video á thì tối đa nó chỉ được có 4K 30 của mình trên giây thôi. Đây, nhưng mà trên cái Google Camera này nè, mình sẽ có cái chế độ quay tới 4K 60fps luôn, 4K 60 khung hình trên giây. Đây, 4K. Thì đó là cái khác biệt về cái video quay video trên cái Google Camera với lại cái camera mặc định của Redmi K40 Gaming. Ngoài ra thì chúng ta có cái chế độ ảnh toàn cảnh và ảnh toàn cảnh 360 độ nha. Rồi, chế độ chân dung thì các bạn có thể tải cái phần mềm Google Camera 8.5 sử dụng trên chip MediaTek 1200 trong cái link mô tả video nha. Bạn nào sử dụng K40 Gaming thì sẽ sử dụng được bình thường giống như mình nè. Nhưng mà còn những bạn sử dụng cái thiết bị MediaTek khác đó thì có thể cài đặt và trải nghiệm thử nha. Mình không chắc nó có hoạt động trên thiết bị của các bạn hay không, tại vì bây giờ mình chỉ mới test trên Redmi K40 Gaming thôi. Thì các bạn nếu mà cài đặt vào cái thiết bị của các bạn mà nó hoạt động tốt đó, thì các bạn cũng comment cho mình biết trong phần bình luận để có thêm thông tin hữu ích cho những bạn cài đặt sau nhé. Rồi thì mời các bạn cùng xem thêm một vài hình ảnh mình so sánh giữa hai cái camera Google Camera và camera gốc của Redmi K40 Gaming.
thì các bạn có thể cài vào và trải nghiệm thử nhé. Rồi video chia sẻ về cái phần mềm Google Camera trên dòng thiết bị Redmi K40 Gaming chạy chip Dimensity 1200 của mình đến đây xin tạm dừng. Nếu mà các bạn thấy video hữu ích thì like, share, đăng ký kênh để ủng hộ kênh phát triển và hoàn thiện hơn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.